tiếp theo chương trình thì sẽ là đội thi thứ tư tham gia phần thi tiểu phẩm cho buổi sáng ngày hôm nay. Xin mời đội thi Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Song Khê với tiểu phẩm Bây giờ tôi đã hiểu, với sự tham gia của các diễn viên Nguyễn Thị Thế, hội viên phụ nữ Yên Khê trong vai vợ bà Tiếu, Nguyễn Thị Thu Hoài, hội viên phụ nữ Song Khê 1 trong vai bà Thanh bán hàng, Trần Thị Thành, hội viên phụ nữ thôn Yên Khê trong vai chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, bác sĩ, và Đào Thị Liên, hội viên phụ nữ thôn Song Khê 2 trong vai ông Tèo. Và sau đây, tiểu phẩm xin phép được bắt đầu. Ôi trời ơi, ai cháu lòng tiếp canh ơi, cháu lòng tiếp canh của bà Thanh đây lắm, cứ gọi là hết lớp chờ tới. Được rồi, bây giờ mình
đến tính sổ với nhà chị ta. Được rồi, bà Thắng đâu rồi? Ấy, chị Tiếu à? Ôi giời, Tiếu cái gì? Này, hôm nay em khai trương cửa hàng và em đã bắt cháu đi làm mẫu rồi. Lắm với chẳng lẽ như thế giờ này nữa. Chị có biết là tại vì ông Tèo nhà tôi ăn nóng nhà chị mà bây giờ ông bị ngộ độc thực phẩm, đã phải đi cấp cứu không? Giời ơi, nhà chị làm ăn thế hả? Này, ôi giời ơi, này, chị ăn nói cho nó cẩn thận nhé. Cái gánh hàng này nhà tôi nó sẽ đảm bảo giấy phép kinh doanh tối an toàn và giấy thực phẩm. Ôi chị mà thấy láo tôi kiện chị tội vu khống. Tôi đến đây bảo lại con xem, nhìn đây. Thức ăn thì không đậy, rồi nặng bao lâu mới bẩn. Ôi giời ơi, còn ngay cạnh hàng ăn trên vỉa hè, chị ta đổ rác thải lung tung từng kiểu thế kia. Đấy, bảo con xem. Thế mà chị ta còn dám cãi là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, được không? Để tôi lên báo với cơ quan chức năng xã xử lý hàng ăn nhà chị. Xem chị đâu phải không? Bà báo luôn đường trưởng công an phường. May quá, gặp chị chủ tịch phụ nữ xã ở đây. Chuyện là thế này chị ạ, ông Tèo nhà tôi ấy, sáng nay ông ấy ăn nằm tiết canh nhà bà Thanh. Sau khi ăn về, ông ấy bị ngộ độc thực phẩm, phải đi cấp cứu. Tôi đến nói chuyện đoàn hoàng tử tế với nhà chị ta, ấy mà chị ta còn cãi. Đấy, chị xem, này, chị nhìn em, thức ăn thì không đậy, bụi bặm ruồi nhặng bông, rác thải thì đổ lung tung lẫn lộn ngay cạnh hàng ăn trên vỉa hè. Đấy, thế mà chị ta còn cãi là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ấy. Chị nghe chắc đấy, bà con đi xem. Chả là báo đi sao? Được rồi, anh ơi, chị có biết hàng ăn là chị vi phạm cái gì không? Đấy, chả vi phạm cái gì cả. Còn cãi nữa. Chị Thanh ơi, theo nghị định 115 quy định về việc xử phạt đối với hành vi vi phạm trong kinh doanh thức ăn đường phố thì nhà chị sẽ bị phạt từ 500 đến 1 triệu. 500 1 triệu. Vi phạm là thức ăn không được che đậy. Đúng rồi, có che đậy đâu? Có côn trùng và cái này thì tôi làm không kìa chị ạ. Thế chứ. Còn theo nghị định 45/2022 đấy, về việc xử phạt hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh bảo vệ môi trường thì nhà chị sẽ bị phạt từ 1 triệu đến 2 triệu. Đó là lỗi vi phạm, đó là vứt thải rác bừa bãi. Đúng rồi, vừa bãi cái kia phạt là đúng. Thế này thì đấy, tiền này bây giờ là chị còn dám cãi nữa không hả? Chị kêu rồi chị ạ. Hiện tại bây giờ rất phải phạt an toàn thực phẩm đang là một vấn đề được toàn xã hội quan tâm, bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người chị ạ. Thế à? Mỗi chúng ta cần phải sử dụng và kinh doanh thực phẩm an toàn vệ sinh, cũng như việc đảm bảo vệ sinh an toàn cho môi trường xanh sạch đẹp chị nhá. Thế thì tôi biết tôi sai rồi. Mà này, tôi nói là chị biết nhá. Thế nhà chị cũng biết cái chương trình là biến rác thải thành tiền của hội phụ nữ xã mình à? Mà chị lại đổ rác thải lẫn lộn lung quanh bà cung như thế kia hả? Chị nói thế nào chứ? Rác thải làm sao mà biến đấy đấy tiền? Chị nhà chàng vẫn còn cãi. Chị Thanh ơi, chị Tiếu chị nói đúng rồi đấy. Thấy chưa? Đúng ở chỗ nào? Hội phụ nữ xã mình vẫn đang thực hiện đề án tuyên truyền vận động hướng dẫn hội viên thực hiện thu gom phân loại và đổ rác thải đúng quy định trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025. Rõ nhá, tái chế được như là vỏ lon, chai nhựa, bìa bắt tông thì mình gom bán hay cái gì rác hữu cơ thì mình phủ thành phân chị ạ. Còn những loại không tái chế được thì mình sẽ thu lại và mang đến nhà máy xử lý chị ạ. Đấy, chị nghe nghe chưa? Chị bớt chút thời gian tham gia cùng với hội nhé. Thế thì tôi phải tích cực tham gia mới được. Thế còn bây giờ để tôi dọn cái đống rác này và phân loại chúng để cho nó đảm bảo vệ sinh môi trường. Này được rồi, để tôi giúp nhà chị nhá. Rồi phân loại nó ra thế này, chai nhựa đâu chị đưa túi đây để rác thải tái chế được, bìa các tông ta bỏ ra, chai nhựa này bìa các tông rác thải tái chế chị cho nó vào đâu? Anh Tèo à, anh sao rồi ạ? Tôi lấy này cái này là ôi dồi ôi, ông Tèo ơi, thế ông sao rồi, sao ông lại ra đây khổ quá ông thế nào rồi? Không sao bà. Ôi mày quá bà con ạ. Này, anh Tèo. Ôi giời. Anh cho em xin lỗi nhé. Tại cái gánh hàng nhà em không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
vậy? Nhà chị biết nỗi thì tốt rồi. Yeah. Tôi nói cho chị biết nhé, làm ăn cái gì cho nó đàng hoàng, tử tế và hôn hôn đi. Nhưng mà ông làm mày không hay, nói hay ghê thật. Thôi em biết em sai rồi. Thôi thôi ông ạ, từ nãy đến giờ nghe chị chủ tịch phụ nữ xã đây giải thích, chị thấy chị biết chị sai rồi. Mà còn ông đó, ăn uống để cho cẩn thận cái màu nhá. Tôi biết rồi bà. Vâng, cảm ơn chị ạ. Sáng nay thì hội phụ nữ xã có tổ chức hội tập huấn về vấn đề bảo vệ môi trường và thu gom phân loại rác thải. Vâng ạ. Em mời anh với hai chị cùng vào hội trường để tham gia hội nghị nhé. Vâng, chúng ta đã tham gia để mở mang kiến thức nào. Ôi dồi ôi, sao bà, ông đứng lui ra cho mọi người cùng xem cái chương trình của phụ nữ xã mình thế nào. Ôi, đấy. 2021-2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Song Khê đã triển khai thực hiện đề án tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn cách thức thu gom phân loại đổ rác thải đúng quy định và ký cam kết đến 100% hộ gia đình, hội viên phụ nữ, các tổ chức chính trị xã hội, trưởng các thôn, thành lập 4 tổ hội phụ nữ với trên 250 tuyên truyền viên thu gom phân loại rác thải tái chế. Số tiền thu được từ thu gom rác thải tái chế để xây dựng quỹ hội và thực hiện các chương trình như triệu phần quà san sẻ yêu thương, tặng xe đạp cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, tặng sinh kế cho phụ nữ nghèo, tặng quà cho trẻ em mồ côi, chương trình mẹ đỡ đầu, vân vân. Ngoài ra còn phát động chương trình trồng 1 tỷ cây xanh, lựa chọn 10 điểm công cộng để ra quân vệ sinh môi trường vào sáng chủ nhật hàng tuần. Thông qua đề án, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Song Khê góp phần chung tay xây dựng thành phố Bắc Giang xanh, thông minh. Đúng là các chị em phụ nữ không hổ danh với danh hiệu giỏi việc nước, tám việc nhà. Không có việc gì có, cùng chung tay đoàn kết, rác thải cũng thành tiền, chị em nhỉ? Đúng rồi. Tới đây thì Hội Phụ nữ xã có tham gia hội thi tìm hiểu kiến thức bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh thức ăn đường phố. Em mời hai chị cùng tham gia hội thi nhé. Chị okay. Anh có đồng ý cho chị Hiếu tham gia không ạ? Tôi đồng ý. Hội Phụ nữ xã Song Khê chung tay bảo vệ môi trường với thông điệp sống tốt cho môi trường là sống tốt cho chính mình. Môi trường xanh, nói không với rác thải. Phần thi của Hội Phụ nữ đến từ xã Song Khê đến đây là hết. Một lần nữa xin kính chúc sức khỏe các vị đại biểu, ban giám khảo. Chúc hội thi thành công rực rỡ.